dài các bạn ạ. À, hôm qua giờ là mình lập nít ảo đấy, là làm bác gái. Tiếp theo là rìu khờ đó, thì là nít ảo mà tên là Như Quỳnh. Tụi nó giờ chỉ nhớ Như Quỳnh thôi các bạn, là mình nhắn tin nhai tụi nó bày tỏ tình cảm, sự yêu thương trong cuộc sống này. Và hai tụi nó trơn bé Quỳnh không ra gì hết các bạn. Mạng bé Quỳnh đi Sài Gòn rồi mà mình vẫn ra được cái màn tròn. Là bây giờ là mình sẽ gọi cho cái đầu cầu, đầu cầu tên kêu ở ngoài đập đá nha các bạn. Đó, là nó cũng đã vừa nhận được cuộc gọi của Rìu dưới giá rồi. Các bạn sẽ đón xem thử là cái diễn biến của cái câu chuyện này nó như thế nào vậy? Tan nhà nát cửa. Nói đầu nha, tròn anh em không có điên gái nè, tròn bây giờ mà mốt á, tới được ông á, không có đỡ được đâu nha, đừng có bên ông đâu. Thì không, bây giờ là trước mắt thôi, mình không nói cái vấn đề chuyện cũ nữa. Thì bây giờ là nói chung là tinh thần của anh em tụi mình thì nó cũng hơi bất ổn chút nha các bạn. Cũng suy nghĩ về cái vấn đề, về cái nội bộ anh em mình chút, nên thành ra là nó chưa có clip mà hay cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay thì mình với thằng Trung Bé em cũng quyết định làm một cái màn tròn tương đối nó cũng nặng. Mà bây giờ làm sao, suy đi nghĩ lại thì bây giờ để là tròn đó thì là phải nặng, tại vì cái đô của các bạn bây giờ nó nặng theo từng ngày rồi, nó bây giờ không thể nào mà làm nhẹ nhàng được. Thì mọi thứ anh em tôi với thằng Trung Bé cũng đã tính toán và nó cũng đúng như những gì dự kiến rồi, nên hôm nay tụi tôi á quyết định là ra ngoài đập đá để bắt đầu một cái màn tròn. Nói chung là nó không biết phải nói làm sao, nhưng mà nếu như mà có con bé bành bánh bao đó, chắc một trong hai thằng phải ra đi rách nát thôi các bạn. Không, bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái địa điểm đó để mình thực hiện cái màn tròn này nha các bạn. Giờ cái đây màn tròn đây, thằng nào đầu yếu chết ráng chịu, thằng nào tỉnh thì sống, thằng nào yếu chết thôi. Chứ bây giờ chưa nắng chiêu gì đâu mà cứ mà đỡ tao ở nhà cơm nước rồi cứ kêu việc gấp, việc gấp mày làm phải mua công hộp ăn đây. Mày có số thoại không Quỳnh mày? Thôi mày đừng có nhắc nữa, tao là mày bây giờ là tao nói mày, anh em trên mạng fan là người ta tấn công tao, là tao nói mày từ cỏ Facebook cho tới không, tao hỏi là tao mua yến cho bà già rồi ăn mà. Yến bà già gì? Mày xin số nó chị ở đây thiếu mẹ chỗ bán yến à, mày xin chị. Yến em nó bán chất lượng, em chất lượng. Sao mày biết chất lượng, mày ăn hồi nào mà mày kêu chất lượng? Mấy triệu ký thì mua 1 ký 2 ký cho bà về. Mày mua kêu mày mua yến là 1 ký nữa mày. Ừ. Thì mày lên Facebook đó chứ mày hỏi tao chi? Bút năm ta sao số bữa mày đặt vào trên nói sao tìm về lôn đó mà. Cái đó sao tao biết mày? Mà thôi mày đừng có nhắc tới cái con đó, tao đau não lắm, mệt lắm. Sao kêu ra có chuyện gì mà phải nói? Mầm cái số đó nè. Vậy sao nãy mà em hỏi mẹ luôn, tao khỏi chạy ra mày. Số nó sao tao tìm mà các bạn đi luôn tóc. Ngon quá mày. Ai ngon? À. Yến ngon ai? Chưa ăn mà sao biết ngon? Mầm nó ngon. Ê, kêu mày ăn vừa thích tao mà. Mày hỏi cái chuyện đó, ông nậu tao còn chưa biết nữa mày. Tao đó thì thằng Rìu khùng thì tự nhiên nó kêu mình ra rồi, nó ngồi nó hỏi khùng khùng điên điên vậy các bạn. Mày hiểu không, nó thích tao, tao biết ấy, là nó không vui ấy, nó ở dân Sài Gòn nhiều trai đẹp mái, nhưng mà thích nó kêu như mà mau đàn ông theo tao người nha. Nó nói nó tâm sự với bèm ấy, nó thích tao kêu dạng lẹ lẹ đập đập điên không đẹp mày đập. Tao bật máy rồi mà em sợ mày ngồi nó không khùng gì được. Chứ vậy số gì chứ, số gì thì ý là bây giờ nguyên một từ một tháng nay là thấy clip là nó cứ xàm xàm bé lát. Bây giờ tao cứ cầm cái máy tao đi khùng khùng đăng cho mấy bạn coi chứ bây giờ sao. Cơm một ngày không làm mà mày biết rồi, người ta bỏ tao đi liền. Rồi tao có gì mà cứ nói đi, mà đỡ tao cũng ý là tao cơ ba chuyện mày nghe. Mấy con Quỳnh thương tao mà. Mấy anh này nhắn tin tao hay. Ủa sao mày mới nói không có số điện thoại giờ nhắn tin mày. Như Quỳnh hay, mày coi cái bên. Mày sao mày xác nhận nhưng mà sao mày xác nhận nó là con Quỳnh, nó lỡ nó nít ảo làm sao? Ảo? Ê, nó nói thương tao mà. Ê,
Phải nói này, em Bình nè, em mến anh nhất trong tim, em để ý riêng anh từ lúc đầu tiên khi làm clip. Em ở Đập Đế này cũng biết tên tuổi của anh rồi, nhưng mà em ở Sài Gòn là khó gần, khó gần đập nữa. Cái màu của màu vuông trong em nhắn rồi chờ tụi bay em ta tung này, tao gọi nó kêu tao có gia đình rồi, kêu không mình có thớ em thớ bay về là anh thớ vô em lo tìm ý anh à, ý là đó. Cái mày là cái kiểu người chỉ là không ngại đi xa, chỉ cần có lý do thôi đúng không? Mà nó tao nói nó là nhưng mà anh có tiền mà đó. Mà có vàng để cho vàng giá mà vàng giá mà chỉ vàng giá tiền ba bốn tỷ cũng tài con chứ, ý là mày hiểu không, mày thương tao mày không, giờ không biết sao. A few moments later. Thôi mà khỏi nói nữa, mày biết con Quỳnh với con Trung Bém, tao nhớ lại rồi. Nó với Quỳnh là anh em kết nghĩa. Hồi xưa anh em tụi nó sống chết gì có nhau, nói chung đại khái là tao gặp con Quỳnh là từ lâu lắm rồi. Mày thương tao chứ. Mẹ nó nhắn tin gõ hình cho tao, nhắn tin gõ hình nói em mến anh. Em tao đâu kết bạn, tao bấy mà tao đâu kết bạn. Nhưng mà ý mà mày kêu tao ra đây. Thế rồi có hình riêng luôn. Sao? Xéo thì luôn, tao cũng gì. Rồi tao hiểu rồi, có nghĩa là bây giờ đúng không? Bây giờ ý là mày kêu tao cầm máy ra để mày phanh phui, mày phót thằng Trung Bèm đúng không? Không, ý là tao hỏi mày là cũng. Chứ mày kêu tao cầm máy ra đây ra làm chi? Ý là hỏi Quỳnh thôi vậy. Từ quá nói vậy. Tao nói mày là đích thị là thương tao nhắn tin tao mà hỏi chi? Đích thị là Trung Bèm đâu, tụi bay đừng có điên quá. Đó thì hôm nay là cái ngày hôm nay là anh em mình đặt máy đây á, là coi như là đúng cũng đỡ cho ba mặt một lời, đỡ mình nói ra cái vấn đề là Trung Bèm nó cứ đưa những cái đó vô nó không có hay các bạn. Tại vì sao? Tại vì anh em tụi mình đã có gia đình rồi mà bây giờ nó còn làm gì mà sáng thì nhắc nó nữa vậy? Bỏ vợ luôn quên nó mà sao chứ, tự nhiên mày hồi bữa giờ nó đi nhắn tin tao nãy giờ đây mà cứ hỏi luôn chơi vậy chuyện tao mà. Có sao mà cái kênh này sao không một ngày nào yên ổn hết, không chuyện này cũng chuyện nọ. Nó nói à cái gì? Mày gạt cái đầu gạt quên. Mày gạt cái suy nghĩ đó trong đầu của mày ra đi. Ý là nói mày cái gì? Thương tao, nó mến tao lúc đầu tiên gặp đẻ mến nó gần ở đây rồi. Mẹ coi. Nó lo tiền máy bay tao vô chém rồi luôn. Rồi có nhắn cho mày không? Tao ấy. Có đúng không? Điên thì sao cũng. Tao trả lời cho mày luôn á. Khùng với sao tao đào nào mà đi nó nhắn tin tao chơi mày. Tao nói mày người có gia đình thành rìu nó đọc những cái ngữ văn mà nó nhắn tin đó. Cái kiểu đó thì có thằng Trung Bèm đâu mà đúng đầu mà tao nói mày cái cách tròn á thì rồi thì nó như vậy rồi mà điện thoại ra tao ông chúc ông cái đầu ngu như thằng đây nó mới bị dính với ai đâu mà đi dính vậy mà. Vậy mà cũng có thằng ngu á, ngu vậy thì nó ngu cho ai ngu. Tự nhiên mà tao nói mới mà mày sừng hồn cho mày điên hay không mày? Thì tao nói mày vậy á. Mày bị bớt mơ mộng hảo hiền vậy mày. Thương đọc mẹ em mà đồ. Coi đó. Mẹ mất chạy mày đi về mày đâu mày? Mẹ đó mày. Mà tướng tụi tao con nít cái sao mày lại mày lấy mày tạo cái Zalo cho mày. Ngồi chơi. Ngồi chơi đây nè, có mặt anh em đầy đủ đây nè. Vô ngầu. Ừ mà tụi nó nít cái mà lấy mà tạo Zalo vé mày à, nhắn tiếng Quỳnh em chưa anh. Tao dù anh biết em là biết anh là không đẹp nhưng mà anh đọc anh lẹ. Mà ấy là mày tụi nó cũng nít cái mày lừa mày. Hử này. Hử mà tạo mày nhắn mà nói gì. Đây. Em yêu anh từ ánh mắt đầu tiên. Gặp anh là em thương anh suốt đời. Mày nghĩ cái con mẹ đẹp vậy mày nó thích mày mày rìu. Mày cái nào mày tao vô Sài Gòn luôn gặp đó là sao mà mày muốn nói giờ tôi đéo hiểu luôn. Nói mày á. Đó mấy tao mày kiếm mày với tao đâu mà làm cái chuyện bao quát dơ cái gì mày. Mày cái mày cứ mày riêng mày ai tao mày. Bỏ máy mày. Cái máy mày bỏ mày dục dừa mày xài cái điện thoại Samsung gì mày ghe xin mày 8 năm chưa thay. Trời ơi tao chưa ngủ, tụi bay gọi tao ra tao chạy ra đây tự nhiên. Đó mày á, làm gì đó là anh em mày đừng có một bài mày trao hoài mệt quá. Cái đó là không có ai mà cái ngủ điệu á là chắc chắn là của mày liền. Mặt mày đi đâu mà thái quá mà mặt mày vô quá cũng dọn luôn, thấy cái mặt mày tao thấy ngứa gai quá. Hết chuyện tao nữa mày. Dọn quán luôn. Đưa đánh người ta đâu, giờ người ta em đưa luôn. Giờ ngủ rồi. Không hiểu luôn hả tên là sao, nói rõ ràng nè. Cái gì mày lấy mày tạo Zalo vé mày nói quên thương tao, mình lại nại tao nói tụi có gia đình đâu. Vợ ai đứa con. Giá có bị nhắn không? Tao Nó không có nhắn gì hết á. Tao thương cả tao vậy nè, mày nghe nó ngu nè. Dạ con bé nó nhắn là nó thương mày thiệt rồi. Thương mày nhắn mày giờ mày nói mày. Mẹ tao tức quá. Mày ngậm mày. Tức là làm gì? Ý là làm gì? Có một cái nick ảo gọi tụi bay.
Rồi tụi bay chỉ là gia tao làm. Sao mà dạo này mày đóng phim mụn hay á? Cái mặt mày này trưng á, mặt mày này trưng á. Rồi, ok. Mấy tao tức. Mày này heo út rồi. Rồi, tao gọi trực tiếp nha. Được. Heo út. Quân Quỳnh nó nhắn tụi bay chửi tao sao được? Quỳnh này nhắn. Nè. À, đó, Quỳnh này nha. Đâu. Đây. Ok. À, Quỳnh, ấy là em có nhắn tin gì cho thằng Rìu không mà sao nó chửi anh rồi sáng? Em hôm bữa em lúc anh vô Sài Gòn này em có nhắn. Em có nhắn đó. Hả? Quá trời luôn. Em nhắn cho anh mà anh chửi em quét trời nè. Đồ quá trời luôn. Đâu có, ý là tôi. Tụi mày chửi tao nữa không? Trời ơi, con nhỏ nó xinh vậy mà tiện đi chửi nó. Mày chửi nó vậy? Chửi quá trời luôn kìa. Trời ơi là trời. Trời xinh nè. Mày cũng vừa phải mày. Người ta ái mà. Mày chửi người ta dữ mày. Sao cư vậy? Đúng là xin lỗi. Nó, xin lỗi đi. Vậy em có nhắn với anh nữa không? Em có nhắn với anh nữa không? Trời ơi, nói gì mà ngọt. Trời ơi, ngọt liệm luôn à. Dạ, hồi đó cái thương người ta đọc rồi đúng không? Thương cái đọc rồi không? Ủa, Quỳnh, giải là em. Em thương đọc là không đẹp mà đọc. Quỳnh ơi, Quỳnh em, Quỳnh đang lái xe ô tô. À, ở anh nói nè, là em nhắn đúng chứ không phải anh nhắn đúng không? Thì cái điều này thì cũng đã chứng thực rồi nha các bạn đó. Đâu, anh cảm ơn em nha, nó chữ ánh sáng chưa? Mệt thiệt á. Tao gọi bị chịu con. Sao nó đi qua đường lắm gì mấy. Nó thèm nghe mày. Được, nghĩa là nó thích mình rìu với con gái thiệt mẹ rồi. Nghĩa là đứng vừa nghe ba tin rồi. Tự nhiên anh em gái vậy. Gì? Nó đánh chân mình rìu à. Thằng gái kêu có đi mà. Thằng gái là nó còn vương vấn tình cảm thôi chứ không phải là mày nó có nhắn không? Thôi đi vô chỗ Sài Gòn xin tàu mày. Thằng này nó gốt cái mạng như con ta mà. Sao? Tụi mày chơi tao gì à? Ủa chứ sao tụi nhiên thằng Rìu. Con em tao nó nhắn mày gì cho mày là chuyện của nó đúng không? Giấc mơ mà giấc mơ là sao? Nó nhắn cho thằng Rìu không mà mày giấc mơ. Tụi bay làm mày tao gì à? Giấc mơ chim mái là giấc mơ. Giấc mơ gì? Sao tao biết mày lên trên trang web mày coi chứ sao tao biết được. Nhưng mà chắc ra vô chắc tầm phải 3 triệu. Mà hút 3 triệu chứ nhá. Những tin vậy nó có trả lời người ta. Giờ đi xin nó trả lời người ta. Những tin vậy trả lời người ta. Thì mày cứ kết bạn thử đi. Kết bạn gì? Khùng khùng nói khùng á. Ý là nó có nhắn cho mày không? Không, tao làm gì nhắn. Gì cười mím mím hoài mới riêng. Trời, sao tự nhiên đầu hai bạn tôi này cái khuôn mặt nó vui dữ không? Gì vui dữ mày? Đồ rồi tôi nói cái tình cảnh đây là ngày xưa này ai mà có kiểu máu yêu rồi là hay cười mỉm mỉm á. Trời sao vui. Sao nhỉ Rìu. Nè thôi ăn miếng trà là này ngon lắm. Bực chị với mày. Nhưng mà mày nhắn như ai mà vui quên nè. Cho. Nằm miếng kẹo cho thơm miệng này bạn. Con mày mày làm gì vậy mày? Mà mày bí mẹ đó mày. Rìu nó dán trống nhìn trộm sao không? Gì mày? Chẳng sao hai tụi bay vậy đó? Mày chỗ thâu ngầu uống gì uống nước gì gọi chứ mấy mớ gì đâu á. Em nghe hợp sau ơi. Tao đi về nha. Về mẹ đi. Cùng hàng đây bây giờ nó có tình yêu nó điên rồi nó không quan tâm gì xung quanh luôn rồi.
công việc đảm bảo chay. À đó mới đi về. Mấy cái đầu của mấy anh đây thôi mình thua luôn các bạn ơi. Đù mà nó nghĩ nó là ai vậy trời. Vợ con rồi mà giờ này nó còn mơ gái, nó còn cái kiểu gì lẹ tôi không hiểu đâu luôn á. Tôi định quay cái đây xong rồi cho nó rồi gọi cho anh vợ nó coi. Rồi rút cuộc bây giờ nó lái qua cái kịch bản khác rồi. Man. Má nghĩ sao anh em mà nó đuối mình các bạn. Đây. Làm gì vậy? Cậy bên lốp đi. Chuẩn bị đi sửa xe. Chứ anh làm gì đó bên kia đi que giấu xe rồi chi vậy? Anh phải giấu cái xe em à. Má anh tức. Vậy? Đây giờ có thằng Thắng mình nói luôn nhau nha các bạn. Chứ đơn thằng Thắng nó kêu mình ra quay cứ tròn chồng rượu đều nó yếu. Chua. Gì nữa dụ gì nữa cứ tròn cái tròn nữa sao vậy? Không có tròn. Thằng rượu bây giờ. Bữa giờ nó ở nhà nó có nhắc quần không em? Cá mà ngủ này nghỉ ngủ ấy kêu lại gì quần quần á quần tóc bơ ấy à hả sao dữ vậy đó thằng gái nhắn nữa nè quên đây là thằng gái nha còn đây là em coi nè trời chán vợ á về nó anh ghen gì là kêu chén vợ. Và có một cái quan trọng là bây giờ anh với bộ anh lấy một cái nick để anh nhắn cho nó. Nó kêu là chiều nay là nó bây giờ luôn nó ra sân bay. Nó đón máy bay nó đi. Nó vô Sài Gòn với ông Quỳnh. Mẹ nó chuẩn bị nó sẽ nói láo em này. Anh sợ em không tin. Mà anh biết là chắc chắn là một lúc nào đó nó sẽ đi Sài Gòn. Hèn vậy bữa giờ cứ nói đi Sài Gòn cho ăn chiến. Hèn đều đó thiệt phải có những điều đâu ai đâu biết nó hồi sáng anh đang vô cái đi quay với anh mà nó dừng giá vô đuổi anh về vậy nói anh là sáng giờ đi quay clip mà nói anh là làm cái trò gì mà đem cái chuyện tình cảm của nó ra trò đùa. Nó kêu nó thương là nó thương thiệt, nó kêu cái mâu của nó làm dùng đỡ yêu con Quỳnh. Quỳnh nó đâu có nó biết có gia đình rồi mà sao mà điều nó cũng nhào nhào vô thành thiệt sự luôn á. Đến gọi anh tên nữa chừng nào rượu gì à? A few moments later. Vừa đi vừa nhắn tin, anh thấy chưa? Từ từ em đừng rút dây động rừng nha. Đơn. Tí nữa anh coi che đó. Biết đâu nó thương em này, nó đang cho anh em sao? Nó dám. Sao không dám? Rồi nó lấy bè lô nó kêu nó đi Sài Gòn sao em chịu được? Cứ cầm nhắn tin ai vậy? Chẳng nhắn tin cho Quỳnh đó. Chụp nhà tình nhắn nhảy liên tục. Ui tuyệt vời lắm. Trời bỏ đành bạch giấy. Ta anh mày hồn. Đây nè. Giờ anh gom đồ. Em thử anh nhé. Trời bạc bạc là sao bạc, anh bạc. Thương em quá. Bạc bạc Quỳnh ơi. Bây giờ anh cũng biết nói sao với hai nó thôi. Vậy chứ đi đâu vô đây nhè chi vậy? Thôi đó trừ từ nó đi ra tới làm sao vậy chứ. Ai đâu biết. Đi vô. Đi mà đi theo que nhà thằng Rìu này đi. Chi vậy? Đi. Tự nhiên que nhà nó làm gì thì gì vậy que nó chi. Đi tới kìa thằng đứng kìa. Thằng đứng kìa gì vậy? Đi tới. Chứ làm gì ngóng ngóng vậy? Dạ. Mấy thằng Rìu nó thương con nào á? Tao mới nói thằng Thắng đâu. Trời chết tao rút quá chứ giờ chuyện vợ chồng tao không có nói được đâu. Ủa là sao? Biết nó biết cái vợ con đi theo con nào nó trên hướng như vậy. Rồi. Nó gom gì ai đâu biết. Thì đứng đó chờ nó ra coi thôi ấy. Đi vô nhà luôn. Đây, thôi đây. Đi. Vô tận trên nhà người cứa người teo thì, thì bây giờ mày vô đó nha. Rồi mày thấy thằng Rìu như thế nào rồi mày cứ quyết định. Cái câu hỏi này mày quyết hỏi tao gì? Thì đi, thôi đi vô theo tao. Chết mẹ thằng Rìu rồi mấy bạn ơi. Mày vô đây với mày sợ vậy? Đi đâu vậy?
Nó đi đâu, nó kêu giờ rồi mấy mày đi Sài Gòn gấp gì hả? Sài Gòn chi? Đi Sài Gòn vô nó dự sinh nhật. Sinh nhật ai? Như sinh nhật của ai không biết, anh biết là mình thấy nhân tinh thì trường miếng miếng đồ. Nó dự sinh nhật con nào bánh bao to lắm. Nó dự sinh nhật con nào bánh bao to lắm. Sao có đây không bạn? Đi không? Về đây vậy? Đi uống cà phê. Cà phê gì lấy đồ này, mất là lấy đồ đồ đây. Nó đi gửi bim 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 sao sao. Nó vô nó hiện kêu vô anh vô sống hai đứa. Đúng mà mẹ vô làm đứng nó cũng khủng mày. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu trong đám? Công chuyện mà. Đi lập nghiệp luôn ấy. Đi làm cái gì hả? Đưa 300 mình đi. Máy bay đi vô cái Sài Gòn mà đưa máy chăm. Máy bay công chuyện gì? Mấy người kia không đi mà ông đi. Review gì? Bóc gì? Yến gì? Xào yến. Xào yến. Vô nó bóc bánh bao phụ á. Giờ sao? Giờ đi hay đi chợ? Đi chợ cho đi bán chim bán yến. Xạo. Quý yến. Đi hỏi tiền nữa hả? Bóc chim gì? Hôm nãy thấy tin nhắn rồi nha. Đúng không? Bọc bao, bọc bao. Đâu, ông vô đây tôi đưa tiền. Đây, 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 đưa tiền đây. Đây, đưa tiền. Trời, giỡn thở gì đúng không? Tiền này. Ừ, sao được thánh nó vô đây được luôn. Ai biết. Tiền giỡn thở gì đúng không? Trời, 1 triệu luôn. Ôi dồi, 1 triệu rưỡi. Cười đã tắt, đằng sau cũng tắt. Bởi vì anh tắt nụ cười chỉ toàn nhân lấy nụ cười. Bởi vì anh vô tâm, cười điều đơn giản lắm. Trong môi em anh cũng tắt nụ cười. Mẹ của Quỳnh Thắng là gương quá. Đây đây đây, quay kêu quay. Mẹ, chân kia cảnh gì hả mày? Mày nói gì hả nó quýnh? Vậy là cơ hội của mày tới rồi, loại bỏ được một đối thủ. Rồi gì? Mày gọi thử Quỳnh thử đi. Mày gọi thử đi. Tao đâu có liên quan gì tới nó đâu mà gọi khùng hả? Mày gọi thử đi. Má nó quanh cái xô mà chụp một chút xíu nữa mà né té cái đầu mẹ rồi. Mẹ mày cũng bây giờ mày gọi thử con Quỳnh có thử là bây giờ mày vô được hay không? Nhanh đi. Mày nó mà đi vô không Quỳnh có nhắn mày luôn hả? Sao sáng giờ im ru vậy? Nhân lễ nói ra cho tụi bay nè. Quay lộn mày lỡ nói nè. Mày tao mà dẹp mẹ nó cái mấy quay gì đồ mẹ mày tự. Cái nó nhắn mày là sao tao chưa hiểu. Nó vô nó kêu tôi rồi nó thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Hả? Rồi nó kêu kẹp mâu của anh gợi cảm quá. Kẹp mâu của anh gợi cảm quá anh. Mắng nhắn tiền nữa kêu mấy nó yêu tôi nữa đấy. Ai lấp yêu ấy? Mẹ mày đi chứ anh mẹ. Mày nãy giờ mày chạy đâu đi không? Ngu. Yeah, anh giọng biết tụi mét. Sao vậy? Mày ăn giọng biết chịu phép mà mày khùng nó mày. Khùng mày bị làm cái tao đó. Mày ráng mà chịu chứ. Mẹ nó mày. Mấy thằng ngu đó ngu. A few moments later. Ngu rồi con ngu ra đậu mẹ mẹ ấy. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Nó quấn đổ. Vô trong ý cái đường giao phường nấp luôn. Nhưng mà bây giờ ông, bây giờ tôi nói ông nghe, ông phải gọi cho ông, gọi ông nhắn tin cho Quỳnh nữa đi. Ông kêu là bây giờ giá nó có vô được không? Cái chuyện tình cảm của tụi nó tao nhắn được đâu. Không, chuyện đó tao có xem vô nha. Giá nó có vợ rồi tao không có xem vô được. Tao tập cái mấy quay đi cùng nói chuyện chằm chằm mày. Tao người có gì vợ có ái đâu mà. Rồi vậy thôi, tao tắt xin lỗi mày. Bây giờ mày phải khoan đi vô Sài Gòn hả? Mày gọi những cái nó vô nó kêu cái hai con mình đó, hai đứa ở. Mày nhắn tin cho nó thử bây giờ là anh gọi video call cho em được không? Xong rồi mày mới nói chuyện rồi mày mới tin tưởng mày vô mày ngu dữ mày. Đâu để tao nhắn.
Cái nó kêu này không, anh vô yêu vậy, vô anh yêu nè, kêu anh giờ gọi điện cho em được không? Ờ đúng á, mày phải hỏi vậy á. Ờ nghe nè mẹ, dạ dạ con đang đi mới đem về liền mẹ. Đó rồi trả lời cho cái đang đi xe ạ. Ờ thì mày xe, thì mày cứ chờ nó có thương nó làm sao. Anh gọi video con nhớ em quá hừ, nhớ sao già nữa kìa, em quá nên gọi video được không cho em được không? Rồi thôi gọi liền ấy, gọi liền ấy. Nó cứ trẻ hừ lỡ rồi đang tắm sao mày, nó đang tắm thôi. Đang xong tin, đang xong tin. Được đó. Gọi gọi gọi. Thấy cho mày, thấy cho mày. Lâu liệu kia. Alo em ơi, anh chuẩn bị chiều anh lên máy bay anh. Vô đụng cái gì vậy? Lên máy bay anh vô với em nha. Sinh nhật em ấy. Ờ vô có anh nữa, anh vô hai đứa nữa, nó xâm vài giờ. Ui chưa. Ôi xin gì sao ư ư. Ôi xin gì sao ư ư. Sao có tiếng gì ồm ồm á. Em bị viêm họng á. Em bị viêm họng bữa giờ không nhậu nhiều hay sao cảm hay sao viêm họng hay sao hả? Hồi hồi thấy mặt đi, hồi thấy mặt đi. Dạ anh không thấy mặt em đâu. À cho con mặt chút đi. Ai sao giọng lẹ ấy? Yếu yếu mà bà đéo không rồm mày. Không mặt. À mặt cho anh coi mặt em ơi. Trời ơi nhớ em quá. Quá chừng. Mẹ mày nhớ mày quá sâu. Mẹ mày đánh cầu của mày. Con mẹ mày. Mẹ mày sang thằng ngươi rồi. Ngươi rồi. Mày nghĩ sao mày có vợ mà mày làm vậy giấy. Mẹ mẹ mày. Mày cứ mày có vợ mà sao. Đồ súc sinh đồ mày kêu mẹ mày. Mày che mẹ mày biết vậy mày sao. Anh nhớ. Anh nhớ em quá. Chiều mày làm phải sớm. Chiều anh vô. Chiều anh vô. Nói mẹ nha. Ông gỡ đội tôi nhắn đó chào mấy thầy ơi. Điên ai đầu dưới gói vậy mày. Anh em mình làm cho cho vui với mày. À như mấy mày hạnh phúc người, gia đình người ta mà đem ra mà đùa giỡn mày. Mày nói thẳng là sáng giờ mày diễn đi. Nói với khán giả diễn nè. À chù. Sáng giờ mà mình diễn nha các bạn chứ thật chất. Chứ lại cái mâu. Nhưng mà cái mâu mày nó dày thiệt hay sao? mình giỡn đúng rồi đâu chứ không có phải. Quỳnh thì nó là đứa em của mình cho bạn chứ đâu có phải bạn thương bí thư nhất trên đời hả? Trời ơi vợ mình là phải là vô địch chứ. Ai mà anh đầu ở kiếp con vợ mày nó đâu khen mày mau dày đầu. Tao nói đúng nha. Mẹ mày, mẹ mày, mày biết vậy mày sao mày? Mày vậy mày đỡ tao chạy mày nha mày. Cho con súc sinh ra đụng mấy mày trước mẹ nè mày. Giết mẹ. Tự thủ mày chữ gớ quá kìa. Thôi các bạn đón xem video nha. Mày không hớt được bao con trai. Tôi bi không tình yêu.